vn youtuber xin chào quý vị và các bạn thưa các bạn radar là một phương tiện quan trọng của các quân đội ngày nay bởi lẽ trong chiến tranh hiện đại phe tấn công trước hết sẽ sử dụng đòn tập kích hỏa lực đường không bằng tên lửa hành trình và không quân để làm mềm chiến trường trước khi đổ lục quân vào khi tập kích hỏa lực đường không một trong những mục tiêu hàng đầu của địch là các trạm radar và các sở chỉ huy phòng không bởi vì đó là con mắt giám sát không phận và đầu não chỉ huy của hệ thống phòng không phá hủy được toàn bộ hoặc đại bộ phận các trạm radar là địch chọc mù được con mắt đánh tê liệt sở chỉ huy phòng không là địch làm tê liệt được đầu não chỉ huy phòng không khi đó máy bay của địch sẽ bay vào không kích mà không phải lo canh cánh về sự đe dọa của tên lửa nữa vì tính chất then chốt như vậy nên các radar cảnh giới giám sát được các lực lượng phòng không hết sức chú ý xây dựng để đảm bảo phát hiện được địch từ càng xa càng tốt đối với việt nam hiện nay trong mấy năm gần đây chúng ta đã mua một số hệ thống radar cảnh giới Vô tốc e từ Belarus với tầm phát hiện mục tiêu từ khoảng cách hơn 300 cây số. Một số radar này được đặt ở một số vùng trên miền bắc và với phạm vi hoạt động hơn 300 cây số, cánh sóng của nó không những bao trùm hết lãnh thổ bắc bộ mà còn trớm sang cả vùng biên giới các nước xung quanh như Lào, Trung Quốc. Thông thường, các hệ thống radar cảnh giới của các nước có phạm vi hoạt động vươn ra bên ngoài lãnh thổ nước mình là việc bình thường. Tuy nhiên, đối với người Trung Quốc thì đây là một việc khó chịu. Do vậy, hôm 16 tháng 8 vừa qua mạng Sina đã đăng một bài nói về việc radar Vostok tốc e của Việt Nam chớm sang lãnh thổ Trung Quốc và bàn tán về các biện pháp đáp trả. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung của bài viết này. Tác giả của bài báo trên mạng Sina viết Gần đây, chúng ta chú ý đến một tin tức từ Bộ Quốc phòng Việt Nam. Họ đã mua từ Belarus radar cảnh giới tầm xa Vostok Air. Trong một đoạn giới thiệu về radar này, có xuất hiện phạm vi giám sát hữu hiệu của nó. Theo đó, radar được đặt tại nội bài Hà Nội. Với cự ly giám sát toàn bộ tình hình trên không ở tầm trung và tầm cao của vùng Việt Bắc, đồng thời vươn tới tận vùng biên cảnh Trung Quốc. Cho đến nay, Việt Nam đã hoàn thành việc nội địa hóa một bộ phận của radar Vostok E. Chúng ta đều biết, Vostok E là radar sóng mét hai tọa độ, cự ly giám sát xa, tiêu thụ điện năng thấp, có thể hoạt động liên tục trong thời gian dài. Theo công bố của Việt Nam, cự ly giám sát của radar đối với mục tiêu máy bay không tàng hình cỡ như máy bay Su-27 lên đến 360 cây số. Đối với mục tiêu máy bay tàng hình như máy bay ném bom B2, cự ly phát hiện được tối đa cũng lên đến 350 cây số. Nếu bị gây nhiễu điện tử cường độ mạnh, cự ly phát hiện mục tiêu cỡ như máy bay chiến đấu cũng ở khoảng 255 cây số. Có thể nói radar Vostok Air ở mức độ nhất định đã giúp Việt Nam có năng lực chống tàng hình. Cư dân mạng Việt Nam trên các diễn đàn mạng tỏ ra rất hào hứng, nói rằng máy bay J20 của Trung Quốc nếu ở gần Côn Minh là phòng không không quân Việt Nam có thể phát hiện được. Tuy nhiên, có vẻ Trung Quốc đối với hành động này cũng không có biện pháp gì. Vậy đây là do sơ suất hay là còn có ẩn ý gì? Đến đây, tác giả Trung Quốc nhận xét rằng, kỳ thực chỉ cần hiểu về radar sóng mét và đặc điểm của radar Vostok e một chút, chúng ta có thể phát hiện ra hai hạn chế cực lớn. Thứ nhất, Vostok Air tuy có năng lực phát hiện máy bay tàng hình, nhưng đây là radar cảnh giới tầm trung và tầm cao, năng lực cảnh giới tầm thấp rất yếu. Nếu biên đội máy bay z 20 bay ở độ cao dưới 1.000m, thì khả năng phát hiện máy bay tàng hình của Vostok Air giảm xuống 10 phần còn một. Cũng có thể nói rằng trong tình huống đó, radar Vostok Air phát hiện được mục tiêu thì đã nằm trong tầm bắn của các vũ khí chính xác của J-20. Thứ hai, radar Vostok Air thuộc về radar sóng mét 2 tọa độ, tức là chỉ có thể cung cấp được tham số về phương vị và cự ly của mục tiêu, chứ không cung cấp được tham số về độ cao mục tiêu. Do vậy, radar này chỉ có thể dùng để giám sát, chứ không dẫn bắn được. Từ đó dẫn đến cần thêm radar khác giúp đỡ mới có thể định vị chính xác mục tiêu. Nhưng chỗ mạnh của radar sóng mét cũng rất rõ ràng. Ưu điểm tối đa là radar sóng mét không sợ bị tên lửa chống bức xạ phong tỏa, bởi vì đầu tự dẫn của các tên lửa chống bức xạ không được tích hợp anten sóng mét. Nhờ thế, trên toàn thế giới, đại bộ phận các quốc gia đều sử dụng radar sóng mét để bao phủ kín vùng trời, nhưng dùng radar ba tọa độ có độ chính xác cao để dẫn bắn. Sau những phân tích sơ lược về ưu điểm và nhược điểm của radar Vostok Air, tác giả người Trung Quốc kết luận như thế này. Như vậy, Tuy Việt Nam rất lạc quan về điều kiện kỹ thuật chống lại G20 của Trung Quốc, nhưng Trung Quốc còn có nhiều biện pháp khắc chế ngay lập tức khiến vùng trời Việt Nam không thể phòng thủ được. Ví dụ trước hết dùng tên lửa đạn đạo chiến thuật Đông Phong 11 và Đông Phong 15 tiến hành tập kích hỏa lực chính xác vào các trạm radar, sân bay, kho xăng dầu, trung tâm chỉ huy. Sau đó cho máy bay j 11 b yểm hộ j 16 và GH7 đến bắn pháo ném bom và khống chế thanh trừ. Cho nên đối với Việt Nam mà nói, điều thống khổ nhất là không phải cách thiên đường quá xa mà là cách Trung Quốc quá gần. Các bạn thân mến, câu nói cuối cùng của người Trung Quốc tuy có phần ngạo mạn nhưng ngẫm ra cũng đúng. Quả thật vì tạo hóa sắp đặt người Việt Nam ở bên cạnh một Trung Quốc bẩn tính và xấu bụng là một điều bất hạnh của người Việt. Trong hàng ngàn năm lịch sử, Trung Quốc chưa bao giờ ngụy ý định biến Việt Nam thành quận huyện của họ. Nhưng các thế hệ ông cha chúng ta khi thì kiên quyết, khi thì khôn khéo mềm mỏng đã nhiều lần vô hiệu hóa các âm mưu xâm lược của Trung Quốc. Người Việt Nam ngày nay dù nói trên tinh thần khiêm tốn và không sống núp vào hào quang của quá khứ, vẫn có quyền tự hào về lịch sử dân tộc mình với những chiến công bạch đằng, chi lăng, đống đa, điện biên phủ. Do vậy, dù cho Trung Quốc ngày nay có trở nên kinh khủng như thế nào đi chăng nữa, cũng không thể nào nằm ngoài quy luật là tà không thể thắng chính. Nói về mặt quân sự, lập luận của tác giả Trung Quốc nói trên cho rằng radar Vostok Air chỉ phát hiện được ở cự ly xa khi máy bay ở bay ở độ cao lớn. Nếu bay dưới 1.000m thì radar phát hiện được máy bay J-20 cũng là lúc các tên lửa chống bức xạ mà G20 bắn tới được đài radar. Về mặt kỹ thuật, điều này là đúng. Máy bay bay càng thấp thì cự li mà radar phát hiện được càng gần. Tuy vậy, ngay ở đoạn sau, tác giả người Trung Quốc cũng đã nói rằng radar Vostok-E là loại radar sóng mét nên không sợ các tên lửa chống bức xạ vì các tên lửa chống bức xạ không quăng ten sóng mét trên đầu tự dẫn. Mặt khác, chúng ta cần hiểu rõ rằng khi người ta nói máy bay tàng hình thì ý là diện tích phản xạ sóng radar của nó bị hạn chế đến mức thấp nhất chứ không phải nó hoàn toàn không phản xạ sóng radar. Theo trưởng phái Mỹ, máy bay tàng hình được thiết kế nhiều góc cạnh lồi lõm khác nhau để phản xạ sóng radar đi các hướng khác nhau. Tuy nhiên, trên toàn bộ thân máy bay không phải bất kỳ chỗ nào khả năng tàng hình cũng như nhau. Có thể nếu radar đặt đối diện với mũi máy bay thì khả năng tàng hình của máy bay lớn nhất, nhưng nếu radar đặt ở phía bên hông máy bay thì có lẽ khả năng tàng hình sẽ giảm đi rất nhiều. Trong trường hợp giả định như vị tác giả ở trên nói rằng biên đội G20 bay thấp đột kích vào lãnh thổ Việt Nam, cứ cho rằng nó qua mặt được radar Vostok Air đặt ở nội bài, nhưng khi bay qua lãnh thổ Việt Nam, nó sẽ bị bắt sống trên màn hiện sóng của các đài radar khác đặt ở các nơi khác, như phía Đông Bắc Bộ hoặc phía Tây Bắc Bộ. Vì lúc này, các đài radar này nằm ở phía bên hông của máy bay. Trong 12 ngày đêm cuối năm 1972, không quân Mỹ gây nhiễu rất nặng, nhưng hướng nhiễu nặng chỉ ở phía chính diện, còn ở bên hông và ở phía sau đội hình máy bay thì nhiễu rất nhẹ. Trước khi mở màn chiến dịch, Việt Nam đã kéo một số đơn vị radar ra bố trí ở vòng ngoài và nhờ đó họ đã phát hiện được B-52 để chỉ thị mục tiêu cho các trận địa hỏa lực ở vòng trong. Lại nói G-20 bay thấp dưới độ cao 1.000m. Như vậy, nó sẽ phải đối mặt với hỏa lực phòng không thậm chí còn mạnh mẽ hơn, vì ở độ cao đó, thậm chí ngay cả đến súng bộ binh nếu tập trung bắn trụm cũng có thể tiêu diệt G-20. Trong kháng chiến chống Mỹ, loại hỏa lực bắn rơi nhiều máy bay Mỹ nhất không phải tên lửa SAM-2 mà là các loại súng và pháo phòng không răng như thiên la địa võng ở khắp nơi. Thưa quý vị và các bạn, Mặc dù hiện nay khả năng tàng hình của G20 thực tế ra sao, chúng ta chưa rõ. Nhưng dù cứ cho rằng G20 có khả năng tàng hình như lời tuyên bố, thì nếu nó dám bay thấp để đột kích sang Việt Nam như tác giả Trung Quốc nói, nó sẽ dễ bị bắn dụng vì đã tự vứt bỏ khả năng của mình mà đi phơi ra làm mục tiêu mắt thường có thể nhìn thấy cho các loại hỏa lực tầm thấp vốn được bố trí rất dày dưới mặt đất. Bản tin của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.